Hôm nay anh em mình lại có một cái hành trình đi tìm lan rừng các bạn ạ, ở trên những cái ngọn đồi cao, vừa tìm lan vừa tìm cái cây sâm cau. Nay thì đi dọc đồi này thì tình cờ gặp luôn cái cây lan yên ngựa này các bạn này. Cái cây yên ngựa này, mà cái cây này thì nó đẹp hơn cái cây hôm trước mình quay, bởi những cái lá của nó có rất là nhiều, nó đốm vàng các bạn ạ. Cây này nó có cái bộ lá đẹp tự nhiên, có những cây thì nó lá xanh, có những cây thì lá đốm vàng. Hôm trước thì mình gặp mấy cái cây đấy nó đang hoa rất là đẹp và quay cho các bạn xem, còn cây này thì nó hết hoa rồi. Còn sót khóm này còn sót đúng một bông này các bạn này, sót đúng một bông, cây lan yên ngựa chỉ có một bông cuối cùng, còn bên này thì lên được hai cây ngừng hoa, hai mầm hai ngừng hoa, nhưng mà bây giờ thành quả hết rồi. Quả này cũng không đậu, đậu mà đã rụng luôn. Cây này nó ấn tượng bởi cái bộ lá của nó, có những cây lá của nó rất là đẹp, có những cây lá của nó còn đốm vàng nhiều hơn đây đi các bạn ạ. Một cái nét độc đáo của cây dòng địa lan này, bởi những cái lá rất là to và có những cái đốm màu rất là hấp dẫn. Cây này thì nó không mọc, nó không nhiều, nó chỉ rải rác ở trong cánh rừng, thỉnh thoảng sẽ có một hai gốc thôi các bạn ạ. Thỉnh thoảng sẽ có một hai gốc thôi chứ nó không như cái mặc xuân thì nó mọc thành từng đám luôn. Nhưng mà chỗ nào mà chưa từng bị lấy thì nó sẽ rải rác từ bên trên này xuống dưới khá là nhiều. Nhưng mà riêng cái cây này thì nó lác đác ở giữa rừng, mỗi chỗ có một hai gốc như thế này thôi các bạn. Đợt trước mình có quay cho các bạn xem cái cây dâu hùm. Cây dâu hùm ở bên những cái khe suối ẩm dưới thấp. Còn hôm nay mình ở trên cái ngọn đồi cao này, cũng là cây dâu hùm các bạn ạ, nhưng mà cây dâu hùm ở trên cái đỉnh ngọn đồi cao thì nó lại có cái hoa, cái kiểu dáng hoa của nó khác các bạn ạ. Cái hoa của nó không giống với cái cây dâu hùm ở dưới thấp đâu, mà những cái bông hoa của nó có dạng tròn như này, nó có cái cánh của nó có xòe ra cái dạng tròn như này các bạn ạ. Cũng có những cái dâu như cái cây dâu hùm ở dưới thấp mà thân lá thì hoàn toàn là không có cái sự khác biệt gì cả, nhưng mà khác biệt mỗi duy nhất là cái hoa. Quả thì cũng giống nhau, quả thì cũng giống y xì nhau từ cấu trúc các thứ, chỉ mỗi hai cái cánh đài ở đằng sau này thì nó có sự khác biệt, tròn xoe ra nhìn nó khá hấp dẫn. Loài này, cái dâu hùm kiểu như này nó chỉ phân bố ở trên đỉnh đồi thôi, còn ở bên dưới thấp thì nó là cái loại khác. Loại này thì cũng lần đầu mình gặp, nó nở hoa ở trên đỉnh đồi này các bạn này. Hoa nhìn rất là hấp dẫn, bông hoa to lắm các bạn. Ở đây mình thấy có cả cái cây sâm cau nữa. Sâm cau nhưng mà ở đây nó là cây nhỏ, không thấy cây to. Có thể cây to người ta đào hết rồi, thấy cây nhỏ nhỏ như này thôi các bạn. Đi ngang theo sườn đồi tìm kiếm cái cây sâm cau thì mình được đúng hai cây gốc này các bạn này. Hai cây gốc này, nhỏ nhỏ thôi. Nhìn bên trên nó lên một cành, bên dưới gốc nó to, ngày trước nó bị thối đi các bạn ạ. Thối đi được có mấy củ như thế này thôi. Không thấy có mấy, chắc là ngày trước người ta lấy rồi. Mà ở đây thì mình thấy cái cây dâu hùm nó quá đẹp các bạn ạ. Cái cây dâu hùm này nó khác với cái cây hôm nọ mình quay video. Cái cây này nó có cái bông hoa kiểu cái cánh đài của nó tròn xoe. Cây này thì còn đẹp hơn cây lúc nãy mình quay. Cái loài này thì nó lại sống ở trên đỉnh đồi chứ không phải là ở trên những cái... không phải là ở chỗ những cái khe đồi ẩm đâu các bạn, mà nó ở trên đỉnh luôn. Ở chỗ này nó là cây dông đồi này, nó hơi rộng. Ở đây thì cái bông hoa của nó to lắm, cái cánh của nó xòe ra có dạng tròn, nó có hai cái cánh này các bạn ạ. Nó có hạ ở đằng sau nó còn sâu rồi, nó có hai cái cánh thôi, nó mọc lồng vào nhau như thế này, mỗi cánh nó xòe sang một bên, ở giữa thì có cái cụm hoa của nó, ở giữa có cái cụm hoa của nó nở ra này các bạn. Nó sẽ đậu quả rất là nhiều dâu. Cái bông hoa này thì siêu to luôn, nhìn từ xa thấy ngạc nhiên các bạn. Trên đỉnh đồi mà lại có cái loại cây dâu hùm, vẫn là dâu hùm nhưng mà nó lại có cái kiểu hoa khác như thế này, một cái nét riêng. Cây này thì lát nữa anh em mình sẽ lại tiếp tục tìm kiếm cái cây này, mình thấy rất là đẹp cho nên mình sẽ lấy về. Nếu mà anh chị em nào mà muốn sưu tầm cái loại dâu hùm này nữa thì nhắn vào Zalo cho mình này. Một cái loại dâu hùm có cái bông hoa rất là to như thế này và rất là riêng luôn. Cái cây dâu hùm này nó mọc ở trên trên
trên đỉnh đồi nó điều kiện nó không được được ẩm ướt, cho nên cái số lượng phân bố nó không tập trung các bạn ạ. Thôi rải rác lâu lâu mới gặp được một cây, mình lại vừa tìm thêm được một cây nữa, nó đang có hai cái chùm hoa này các bạn này. Hôm nay đi tình cờ gặp cái cây rau hùm này, phải nói là nó rất là đẹp. Mình thấy có mấy anh em ở dưới Thái Nguyên vừa rồi cũng thấy đăng rồi. Mình thì quen với mấy cái cây thu hoài đường nó ở dưới cái khe suối, nhưng hôm nay lên đồi cao ở cái vùng này mới thấy cái cây thu hoài đường này các bạn ạ. À cây rau hùm này các bạn ạ. Cái cây rau hùm này với những cái bông hoa màu tím, cái bông hoa màu tím và rất là to. To hơn cái loài ở dưới suối. Với hai cái cánh bè ra, chỉ có hai cái cánh bè thôi. Nhưng mà nó tròn vo như thế này, hai bông ở gần nhau. Với lại những cái quả trong này nó nở ra những cái cánh rất là to các bạn này. Bên trong nó là cái những cái từng cái bông hoa của nó. Cái ngồng này nó lên một chùm thì bên trong thì nó là những bông này, rất là nhiều những cái bông hoa và nó đậu thành quả bên trong này luôn. Hai cái bông hoa cây dâu hùm này. Một gốc lên được hai chùm hoa luôn. Chỉ ở trên đỉnh đồi thôi các bạn ạ. Nãy mình đi xuống bên dưới thấp, tìm ở bên dưới thấp dưới này thì lại thấy cái loại thu hoài đường nó, à cái loại rau hùm nó rau hùm nó giống như cái khe suối vừa rồi mình quay video ấy. Ở dưới khe suối thấp, nói chung là cái dòng đấy thì nó phân bố ở dưới thấp, còn cái cây này thì nó lại phân bố đúng ở trên đỉnh đồi luôn. Trên những cái vị trí gần như là cao nhất của ngọn đồi thì mới xuất hiện cái loài này. Ở cái thời điểm bây giờ thì nó là cái thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè. Bây giờ thì thường xuyên có những cái cơn mưa kéo dài khá là lâu. Tầm này thì sẽ có rất là nhiều những loài hoa nó bắt đầu nở đón cái dịp mùa hè này. Và ngày hôm nay thì ở trong cái chỗ cánh rừng này, một cái cánh rừng nó cũng khá là âm u, mình gặp được một cái loài hoa. Mình mới nhìn mình thấy ngạc nhiên và bất ngờ các bạn ạ. Không xác định nó là cái loài mọc từ đâu, mình nghĩ là nó mọc từ dưới đất lên, nhưng mà sau khi mà xem kỹ thì nó là hoa của một cái loài dây leo này. Cái dây rất là to này các bạn này. Cái dây rất là to và có cái lớp vỏ mục nó bệnh ra rất là nhiều luôn. Đấy. Thì cái dây này nó ra hoa thì nó hình như là trên ngọn thì lại không có đâu các bạn. Mà nó lại chỉ nở ở cái phần gốc thôi. Mình thấy có những cái chùm hoa từ tầm này đổ xuống rồi các bạn này. Từ tầm này thôi. Trên đấy thì nó tàn hết rồi. Chắc là nó nở sớm cách đây khoảng gần tháng. Còn ở bên dưới gốc thì là nó mới nở sau. Những bông hoa nhìn này nó rất là huyền bí luôn. Cái này thì mình cũng không biết tên, nhưng mà nhìn nó rất là độc, rất là độc đáo. Và cái sắc thái của rừng xanh các bạn ạ. Những cái bông hoa này, mình sẽ ngắt một cái chùm hoa của nó rất là dài nha các bạn nhé. Chùm hoa nó sẽ khoảng 10 đến 20cm. Nó nở mấy bông liền. Đây chỉ là một bông thôi. Một bông nở trước thì tàn mất rồi này các bạn này. Còn là có bông nở sau và hai cái nụ nữa. Có hai cái nụ ở phía trên ngọn này nữa. Đấy, còn cái bông hoa của nó này. Lần đầu tiên mình thấy cái loài hoa này cũng khá là ngạc nhiên khi mà nó mọc một đám ở bên dưới đất. Mình cứ tưởng là nó là một cái loài nấm cộng sinh gì đấy, nó mọc ở dưới đất lên, nhưng mà thực tế nó là hoa của một cái loài thực vật, một cái loài dây leo. Những cái bông hoa nó cũng tương đối là to và có màu sắc rất là kỳ lạ luôn. Kiểu như nhìn thoáng qua thì nó kiểu như cái hoa của cái cây asarum ấy, nhưng mà cái này nó là thuộc cái dây leo thôi. Hoa đen xì luôn. Lần đầu tiên gặp gỡ được một cái loài kỳ hoa dị thảo giữa rừng như thế này. Cái bông hoa màu đen mà có những cái khoảng trắng này. Quá nổi bật ở trong rừng các bạn ạ. Những cái bông hoa rừng.